Ngày 9 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về An toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Đống Đa nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại siêu thị Winmart Nguyễn Trí Thành. Không những trong tháng an toàn thực phẩm mà tất cả các quận huyện thị xã chúng ta cần phải thường xuyên tăng cường các kiểm tra đặc biệt và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, siêu thị Winmart Nguyễn Chí Thanh đã cung cấp hợp đồng hóa đơn nhập thực phẩm của một số sản phẩm, xuất trình giấy kinh doanh, giấy chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo nhận xét của đoàn kiểm tra liên ngành, siêu thị Winmart Nguyễn Chí Thanh sắp xếp các mặt hàng riêng biệt, ngăn nắp, có đầy đủ các biển chỉ dẫn. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng lưu ý siêu thị về vấn đề bảo quản sản phẩm thực phẩm. Cụ thể, siêu thị cần có hệ thống sổ sách theo dõi quản lý từng mặt hàng theo điều kiện bảo quản và thời hạn sử dụng cụ thể. Mặt khác, siêu thị nên sắp xếp, phân loại các mặt hàng thực phẩm được bảo quản ở từng mức nhiệt độ cụ thể, phù hợp với quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là đối với thực phẩm đông lạnh. Ngoài ra, đoàn liên ngành đề nghị cơ sở nghiêm túc khắc phục những tồn tại nêu trên, cũng như hồ sơ pháp lý cần bổ sung thông tin tem nhãn. Đoàn cũng lưu ý cơ sở khâu xử lý thu gom rác thải, có biện pháp chống côn trùng, động vật gây hại, tránh sử dụng các loại thuốc diệt côn trùng cũng tại siêu thị này, đoàn kiểm tra đã xét nghiệm nhanh phẩm màu, hàn the trong các mẫu thực phẩm, gồm bún tươi, trà quế, chân gà xì dầu. Kết quả, các mẫu thực phẩm này đều đạt yêu cầu. Công tác hậu kiểm là công tác phải được làm thường xuyên đối với các cơ sở kinh doanh nói chung. thì Chúng tôi cũng phân cấp xuống các quận huyện, thị xã. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các đoàn liên ngành theo chỉ đạo của ủy ban và các đoàn chuyên ngành thì theo phân cấp của các sở ngành chúng tôi cũng đi kiểm tra thường xuyên uh, về công tác thực Ngay sau buổi kiểm tra thực tế tại siêu thị Winmart Nguyễn Chí Thanh, đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã làm việc với ủy ban nhân dân quận Đống Đa, báo cáo triển khai thắng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Đồng chí Lê Thị Hoàng Ngân, trưởng phòng y tế quận Đống Đa cho biết, hiện trên địa bàn quận có 3.877 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, hai trung tâm thương mại, 19 siêu thị và 9 chợ. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đánh giá quận Đống Đa cũng là một trong những địa phương tích cực đi đầu trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Thời gian tới, quận Đống Đa nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố, các hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kiểm soát an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố quanh trường học.